Hưng xin chào tất cả các bạn. Thì Singapore luôn là một trong những điểm đến du học được lựa chọn nhiều nhất của du học sinh và các bậc phụ huynh Việt Nam bởi chất lượng giáo dục cao, chi phí vừa phải và môi trường ổn định đa văn hóa. Và sự khác biệt lớn giữa lựa chọn du học Singapore và các nước nói tiếng Anh khác như là Anh, Úc, Mỹ, Canada đó là về chi phí và thời gian. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với chị Hồng Ly là chuyên viên tư vấn đến từ công ty Tân Đại Dương để tìm hiểu rõ hơn về cái thông tin du học Singapore thì như thế nào các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Hồng Ly. Xin chào các bạn. Thì điều đầu tiên theo như em được biết thì Singapore hiện nay đang là điểm đến của rất là nhiều các bạn học sinh. Và Kaplan Singapore cũng là một trong những cái địa điểm mà được rất nhiều các bạn quan tâm. Thì chị có thể chia sẻ cho các bạn biết lý do vì sao nên chọn Kaplan làm điểm đến của mình không ạ? Thì xin chào các bạn, với chi phí du học Singapore chỉ bằng một nửa hoặc là hơn một chút thì sinh viên đã có thể lấy được tấm bằng quốc tế của các trường đại học hàng đầu thế giới, thì lại rút ngắn được cái thời gian học chỉ bằng 2/3 để có thể hòa nhập sớm môi trường công việc, tạo lợi thế và cơ hội việc làm cho sinh viên. Thì thông tin mới nhất tại trường Kaplan thì trong tháng 4 này, Kaplan Singapore đang có chương trình miễn phí đăng ký là 492.2 đô la Singapore, tương đương là khoảng 7,8 triệu Việt Nam đồng khi các bạn nhập học bất cứ khóa nào trong năm 2015. Và trường cũng có những cái chương trình học bổng rất là hấp dẫn cho các bạn sinh viên ở bậc cao đẳng, đại học và thạc sĩ, và giá trị học bổng lên đến 50 triệu cho đến 170 triệu Việt Nam đồng. Kaplan Singapore là một trong những trường tư thục tốt nhất trong chương trình cao đẳng, đại học và thạc sĩ. Và trường Kaplan liên tục được bình chọn nằm trong top 3 trường tư thục được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng vàng danh hạng mục Higher Education và đặc biệt là chứng nhận EduTrade 4 năm do Bộ Giáo dục Singapore cấp. Chứng nhận này đó là chứng nhận cao nhất về chất lượng giáo dục tại Singapore. Và Kaplan Singapore trực thuộc tập đoàn giáo dục của Kaplan Mỹ, nhà cung cấp giáo dục hàng đầu trên thế giới. Với 500 khu học xá ở 30 quốc gia toàn cầu, thì tập đoàn Kaplan đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1 triệu sinh viên hàng năm. Và đồng thời, Kaplan Singapore có hai khu vực học xá rất là hiện đại ở trung tâm Singapore, đó là Somerset và Dhoby Ghaut. Tổng diện tích là hơn 100 feet với gần 70 phòng học, máy lạnh, 2 phòng thực hành vi tính, 2 thư viện và phòng thư giãn cho sinh viên, phòng học, khu cà phê tại trường. Hiện nay với hơn 20.000 sinh viên đang theo học, trong đó có 10.000 sinh viên học chương trình toàn thời gian và hơn 3.500 sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Hàn Quốc, Myanmar, v.v. Thì trường có thời gian học rút ngắn, chương trình liên kết đào tạo cấp bằng quốc tế thì linh hoạt với nhiều chương trình học cũng như là chương trình học bổng hấp dẫn hàng năm. Chương trình đào tạo của Kaplan từ tiếng Anh dự bị cao đẳng và đại học cho đến các khóa sau đại học bao gồm cả MBA. Thì chuyên ngành đào tạo bao gồm kinh tế và quản trị, kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục và khoa học xã hội, sức khỏe ứng dụng. Mỗi chương trình ở Kaplan Singapore được quản lý bởi một tư vấn viên, tư vấn tiếp nhận phản hồi từ sinh viên và liên tục điều chỉnh chương trình để phù hợp với yêu cầu của học sinh. Với con số là hơn 50 học sinh của Kaplan giới thiệu người thân và bạn bè theo học, thì chứng tỏ Kaplan là một sự lựa chọn của các bạn học sinh, sinh viên. Vâng, những thông tin mà chị vừa cung cấp thì quả thật Kaplan đúng là một cái địa chỉ đáng tin cậy cho tất cả các bạn học sinh. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn học sinh làm hồ sơ thì Tân Đại Dương có hỗ trợ gì thêm cho tất cả các bạn hay không thưa chị? Thì các bạn khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì các bạn sẽ có những cái chương trình ưu đãi cũng như là những cái chính sách hỗ trợ. Thì hoàn toàn miễn phí 100% làm hồ sơ du học Singapore, cam kết là không thu bất cứ ngoại chi phí nào của trường đưa ra trên thư nhập học, đồng thời là hỗ trợ vé máy bay một chiều đến Singapore. Thì Tân Đại Dương giải đáp toàn bộ những cái thắc mắc trước, trong và sau khi đi du học, hướng dẫn đường đi, bản đồ, nơi ăn ở, trường học tại Singapore, hướng dẫn mua ngoại tệ tỷ giá thấp, đăng ký làm thẻ ngân hàng miễn phí tại Sing hoặc là tại Việt Nam và đăng ký mua thẻ tàu điện ngầm MIT hoặc là bus cho các bạn khi các bạn qua Singapore du học. Và các bạn không quá lo lắng, khi các bạn qua Singapore các bạn sẽ có người Việt Nam đại diện của trường hỗ trợ cho các bạn những cái bước khó khăn ban đầu để bạn có thể hòa nhập vào cái môi trường mới. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Hồng Ly và hy vọng Kaplan sẽ là một điểm đến lý tưởng dành cho tất cả các bạn. Và để tìm hiểu rõ hơn thông tin về trường cũng như là cái chuyên ngành học như thế nào, các bạn có thể truy cập vào trang web tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 và lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang, lưu ý không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, du học Singapore hiện nay được khá nhiều bạn trẻ cũng như là phụ huynh quan tâm bởi Singapore có nhiều chương trình cũng như là bằng cấp quốc tế và có nhiều ưu điểm vượt trội. Thì trong chương trình hôm nay có sự góp mặt của anh Nguyễn Nhật Hân, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore, đồng thời là cựu học sinh của trường, sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta có những cái quyết định đúng đắn. Xin chào anh Nhật Hân. Xin chào các bạn, xin chào chị Ly.
Thì anh Nhật Hưng có thể chia sẻ cho các bạn là hiện nay thì sinh viên Việt Nam đang theo học ở trường Kaplan mình là có khá nhiều không này anh Nhật Hưng? Thì theo thống kê tới tháng 7 năm 2014 cho tới bây giờ thì số lượng sinh viên quốc tế Việt Nam theo học tại Kaplan Singapore là không dưới 600 người. Và những cái chuyên ngành nào được học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất tại trường Kaplan? Hiện tại Kaplan Singapore có hơn 16 chuyên ngành khác nhau, và trong số đó có một số chuyên ngành rất là nổi bật, và nổi bật nhất đó là chuyên ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính ngân hàng và chuyên ngành dịch vụ quản trị du lịch và lữ hành. Và cái đồng thời là những cái sinh viên Việt Nam, tiếng Anh của họ đó là một cái điểm yếu. Thì những sinh viên chưa có những cái địa chứng chỉ quốc tế như là IELTS, TOEIC, TOEFL thì có thể tham gia tại trường Kaplan Singapore được không thưa anh? Đây là một vấn đề khá là nổi bật đối với lại sinh viên Việt Nam, do bởi vì có một số bạn thì vẫn chưa có được những cái bằng cấp quốc tế như là chỉ nói là IELTS, TOEFL hoặc là TOEIC. Thì tại Kaplan Singapore có những khóa học chứng chỉ tiếng Anh quốc tế dành cho những bạn chưa đạt được điều kiện tiếng Anh để học chương trình đại học tại Kaplan. Và chương trình đó có nhiều cấp độ phù hợp cho tất cả các bạn, từ cấp độ cơ bản nhất cho tới cấp độ nâng cao hơn, để các bạn có đủ điều kiện theo học tại chương trình đại học tại Kaplan Singapore. Được biết là anh Hưng trước đây là cựu sinh viên của trường Kaplan và hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường. Thì anh có thể là chia sẻ cho học sinh là khóa học sắp tới thì là khai giảng vào tháng mấy, và cũng như là có những cái học bổng hay là chính sách ưu đãi cho sinh viên Việt Nam không thưa anh? Tại Kaplan thì có rất nhiều chương trình học khác nhau đa dạng, từ tiếng Anh cho tới bậc dự bị đại học, cho tới bậc cao đẳng và bậc đại học, và thậm chí cả sau đại học. Thì đối với lại chương trình tiếng Anh, chương trình tiếng Anh được khai giảng vào ngày 10 tây tháng chẵn hàng năm. Ví dụ như là ngày 10 tây tháng 2, 10 tây tháng 4, 10 tây tháng 6, vân vân và vân vân. Thì dành cho những bạn nào thì rất tiện lợi cho tất cả các bạn, chúng ta có thể lựa chọn cho mình một thời gian phù hợp cho theo học. Đối với lại chương trình dự bị đại học dành cho các bạn chưa tốt nghiệp cấp 3, chưa tốt nghiệp bậc phổ thông trung học, chúng ta có ngày khai giảng vào ngày 15 tây hàng tháng lẻ, tức là ngày 15 tây tháng 1, 15 tây tháng 3 và 15 tây tháng 5, vân 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 vân. Và sau đó nữa đó là chương trình bậc học cao đẳng hay tương đương là chương trình năm nhất của đại học, thì ngày khai giảng chúng ta cũng có vào hàng tháng chẵn trong năm, chính xác hơn là vào ngày 28, ngày 28 tây tháng chẵn trong năm, chẳng hạn như là 28 tây tháng 2, tháng 4, tháng 6, vân 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 vân. Đối với lại chương trình đại học và chương trình sau đại học thì các ngày khai giảng chúng ta đi theo ngày khai giảng của các trường đại học liên kết và Kaplan, và thường sẽ tập trung vào những tháng đầu năm, ví dụ như tháng 1 hoặc tháng 3, và những ngày khai giảng vào cuối năm, ví dụ như tháng 9, tháng 10 và tháng 11. Đối với chương trình học bổng dành cho các bạn sinh viên đại học tại trường Kaplan Singapore, trường Kaplan Singapore dành 9 khóa học bổng cho các bạn học sinh xuất sắc của các khóa cao đẳng chuyển tiếp lên chương trình bậc đại học. Sẽ có 3 khóa học bổng trị giá 10.000 đô dành cho 3 bạn đứng nhất của khóa, và 3 khóa học bổng dành cho 3 bạn đứng nhì khóa, và 3 khóa học bổng dành cho bạn đứng thứ 3 của khóa. Và giá trị của khóa học bổng sẽ lần lượt là 10.000 đô, 7.500 đô và 5.000 đô cho các thứ hạng lần lượt. Thì như anh Hưng chia sẻ thì những cái học bổng đó sinh viên Việt Nam có những sinh viên nào đạt được không ta? Đối với lại sinh viên Việt Nam thì không chỉ riêng tại Singapore mà chắc chắn là học lực của các bạn học sinh viên Việt Nam đã nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì việc các bạn sinh viên Việt Nam tại Kaplan Singapore đạt được học bổng là điều không hề hiếm. Chẳng hạn như mình nhớ có một trường hợp rất là đặc biệt, đó là hai chị em sinh đôi, một bạn tên Hồng, một bạn tên Phương. Thì bạn Hồng là bạn em nhưng mà đã học bổng được top đầu, học bổng hạng nhất của toàn khóa, trị giá 10.000 đô. Và chị của bạn Hồng là bạn Phương đạt được học bổng hạng 3, trị giá 5.000 đô của toàn khóa. Thì sinh viên Việt Nam của mình qua đó cũng đạt rất là nhiều học bổng đúng không ạ? Và theo cái kinh nghiệm của anh thì anh cũng có thể chia sẻ cho phụ huynh cũng như các bạn học sinh biết thêm là ngoài những cái học bổng và chính sách ưu đãi thì trường còn có những cái điểm nổi bật nào không thưa anh? Đối với lại chương trình đại học tại Kaplan Singapore thì nó có một số điểm nổi bật riêng biệt mà chỉ riêng trường Kaplan Singapore có. Thứ nhất đó là chương trình học rất là đa dạng, với hơn 16 chuyên ngành trải dài từ các chương trình như là khoa học tự nhiên, tài chính ngân hàng cho tới các chương trình như khoa học xã hội, ví dụ như là tâm lý học. Thì thời gian học cũng được tiết kiệm tối đa bằng việc là các bạn sẽ không có những kỳ nghỉ dài giống như là kỳ nghỉ đông hoặc là kỳ nghỉ hè, mà
mà các bạn sẽ học liên tục và giữa mỗi kỳ như vậy chỉ có những kỳ nghỉ ngắn hạn giữa những một học kỳ mà thôi. Và những kỳ ngắn hạn này thường chỉ kéo dài từ 1 cho tới 3 tuần. Cho nên khi các bạn được học tại Kaplan Singapore, thời gian các bạn được học toàn bộ chương trình đại học chỉ kéo dài từ 2 năm rưỡi cho tới 2 năm 8 tháng. Và cái cuối cùng đó chính là mức học phí rất là tiết kiệm, mức phí rất là tiết kiệm cho các bạn. Và ngoài ra thì tại Kaplan Singapore hiện tại đang sở hữu một cộng đồng sinh viên Việt Nam mạnh mẽ và thuộc dạng rộng lớn nhất tại Singapore. Thì được biết là bên trường Kaplan Singapore liên kết rất là nhiều những trường đối tác tại như là tại Anh nè, tại Úc nè. Thì theo anh có thể chia sẻ cho các bạn thêm là sinh viên Việt Nam nên chọn những cái trường liên kết nào để phù hợp nhất? Tại Kaplan Singapore thì hiện tại có 5 trường đại học liên kết với lại Kaplan. Và mỗi một trường như vậy nó đều có một thế mạnh riêng. Không thể nói là trường nào là tốt nhất và trường nào tốt hơn trường nào, mà là mỗi một trường nó đều có một cái tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Chẳng hạn như bạn thích học một trường cho bạn được một cái bậc cử nhân có thể học hai chuyên ngành cùng một lúc, bạn có thể chọn trường mở đầu của Úc. Hoặc là bạn muốn học một chuyên ngành cho bạn được tấm bằng có giá trị top 100 trên thế giới, bạn có thể chọn trường đại học Royal Holloway, University of London. Mỗi một trường như vậy nó có đều thế mạnh khác nhau và dĩ nhiên nó cũng sẽ đều có những khó khăn nhất định. Thì những sinh viên Việt Nam của mình thường chọn những cái chương trình nào đối với trường liên kết? Đối với sinh viên Việt Nam mình, sinh viên Việt Nam rất có năng khiếu về toán, cho nên chương trình về tài chính và ngân hàng và kế toán luôn là những chương trình mà các bạn được ưu tiên lựa chọn. Thì anh cũng có thể cho biết thêm là những cái học sinh mà đã học tốt nghiệp đại học tại Việt Nam và họ muốn nâng cao lên cái khả năng học vấn của mình cũng như là tạo cái cơ hội sau này thì họ muốn học thạc sĩ. Thì hiện tại thì bên trường Kaplan cũng có đào tạo chuyên ngành về thạc sĩ đúng không các anh? Vậy, hiện tại bên Kaplan đào tạo thạc sĩ cho tổng cộng là 3 chuyên ngành. Chuyên ngành đầu tiên là về tài chính, chuyên ngành thứ hai là về quản trị và chuyên ngành thứ ba là dành cho những anh chị đã đi làm, đã có kinh nghiệm và muốn được chuyên sâu hơn về khả năng quản trị, đó là chương trình MBA. Về yêu cầu đầu vào của chương trình sau đại học thì tại Kaplan yêu cầu đầu vào học sinh thứ nhất là tiếng Anh. Học sinh được yêu cầu phải tốt nghiệp một đại học chính quy, và nếu như trong trường hợp học sinh tốt nghiệp đại học chính quy nhưng chương trình không được đào tạo bằng tiếng Anh, học sinh yêu cầu phải có IELTS tối thiểu là 6.5 và không có một điểm kỹ năng nào dưới 6 chấm. Và nếu như trong trường hợp các bạn tốt nghiệp đại học từ nước ngoài về chương trình đào tạo 100% bằng tiếng Anh thì IELTS sẽ được xem xét miễn giảm cho các bạn. Thì giờ những cái sinh viên mà mới tốt nghiệp ra trường, họ chưa có kinh nghiệm thì họ có thể tham gia tại thạc sĩ của Kaplan được không? Đối với chương trình thạc sĩ tại Kaplan sẽ hoàn toàn không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm. Một lần nữa thì qua sự chia sẻ của anh Hưng thì chúng ta đã có một phần nào đó để có sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn, các bạn đừng ngần ngại và hãy gọi ngay đến số hotline 0838484879 hoặc truy cập website tân đại dương.edu.vn hoặc là lên văn phòng công ty trực tiếp tại địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Và Tân Đại Dương hiện nay đang là đại diện tuyển sinh của trường Kaplan Singapore. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn anh Hưng. Cảm ơn chị Ly. Chào các bạn.